Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi tối ngày hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn tin tức liên quan đến tình hình hiện tại thành phố Cần Thơ. Và cả nhà khi xem video, hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn vào chuông báo để nhận thông báo thông tin mới nhất khi Tâm Tâm có video mới nha. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên là báo cáo nhanh về số ca mắc trên địa bàn toàn thành phố. Tính đến 19 giờ ngày hôm nay, tổng số ca mắc trên địa bàn toàn thành phố là 98 ca, nâng tổng số người mắc trên địa bàn thành phố Cần Thơ kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 7.236 ca. Và số F1 của ngày hôm nay là 17 F1 đã được truy vết, số trường hợp đã khỏi là 20. Và trong số 98 ca nhiễm của ngày hôm nay thì địa bàn quận Ninh Kiều là 26, Bình Thủy 26, Thốt Nốt 14, Cái Răng 4, Ô Môn 5, Thới Lai 2, Phong Điền 2, Cờ Đỏ 10, Vĩnh Thạnh 5 và các ca ngoại tỉnh là 4 ca. Về tình hình phát sinh ca nhiễm thì cụ thể tầm soát cơ sở y tế 16, trong khu phong tỏa 17, trong khu cách ly 30 và cách ly tại nhà là 35 ca. Như vậy thì trong vòng 14 ngày qua, toàn thành phố ghi nhận là 1.024 ca, trong đó 461 ca là trong khu phong tỏa, 277 ca trong khu cách ly, 166 cách ly tại nhà và tầm soát cơ sở y tế là 120 ca. Trong 14 ngày qua thì địa bàn quận Ninh Kiều đã ghi nhận là 273 ca nhiễm, còn Thốt Nốt là 173, Ô Môn 96, Cái Răng 78, Cờ Đỏ 72, Bình Thủy 66, Vĩnh Thạnh 34, Phong Điền 32, Thới Lai 21 và ngoại tỉnh là 179 ca. Thì như mọi người thấy là trong vòng 7 ngày trở lại đây, toàn thành phố ghi nhận số ca nhiễm tăng hơn so với các kỳ trước đó, cụ thể là đến 786 ca. Và trong đó thì quận Ninh Kiều vẫn là quận có số ca nhiễm cao nhất, trong 7 ngày qua là 218 ca. Còn quận Thốt Nốt là 145, Bình Thủy 64, Cái Răng 45, Ô Môn 96, Thới Lai 20, Phong Điền 20, Cờ Đỏ 43, Vĩnh Thạnh 32 và ngoại tỉnh là 103 ca. Bây giờ thì chúng ta đi qua từng địa bàn quận huyện có ghi nhận ca nhiễm trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên đó là địa bàn quận Ninh Kiều thì gồm có tầm soát cơ sở y tế 6 ca, trong khu phong tỏa 10 ca, trong khu cách ly 8 ca và cách ly tại nhà là 2 ca. Cụ thể là trên địa bàn các phường gồm An Nghiệp, tầm soát tại cơ sở y tế 2 ca, trong khu phong tỏa 10 ca, trong khu cách ly 1 ca. An Cư, trong khu cách ly 4 ca, cách ly tại nhà 1 ca. An Hòa, tầm soát cơ sở y tế 2 ca, cách ly tại nhà 1 ca. Xuân Khánh, tầm soát cơ sở y tế 1 ca, trong khu cách ly 1 ca. Tân An và An Bình mỗi nơi trong khu cách ly 1 ca. Cuối cùng là An Phú là tầm soát cơ sở y tế 1 ca. Địa bàn tiếp theo ghi nhận ca nhiễm hôm nay đó là quận Ô Môn. Ô Môn tầm soát cơ sở y tế 1 ca, trong khu cách ly 4 ca. Cụ thể là trên địa bàn phường Phước Thới tầm soát cơ sở y tế 1 ca, trong khu cách ly 2 ca. Còn lại là 2 ca trong khu cách ly trên địa bàn Trường Lạc. Quận Bình Thủy hôm nay cũng ghi nhận 26 ca nhiễm gồm 2 ca tầm soát cơ sở y tế, 2 ca trong khu cách ly và 22 ca cách ly tại nhà. Cụ thể, trên địa bàn Long Hòa, 10 ca cách ly tại nhà. Trà Nóc, 1 ca trong khu cách ly, 6 ca cách ly tại nhà. Thới An Đông, trong khu cách ly 1 ca, 4 ca cách ly tại nhà. Trà An, 2 ca cách ly tại nhà. An Thới và Long Tuyền, mỗi nơi 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế. Địa bàn quận Cái Răng cũng có ghi nhận các ca nhiễm gồm tầm soát tại cơ sở y tế 1 ca, trong khu phong tỏa 1 ca, trong khu cách ly 2 ca. Cụ thể, gồm trên địa bàn 4 phường, thứ nhất phường Lê Bình, trong khu cách ly 1 ca, Thường Thạnh trong khu cách ly 1 ca, Hưng Phú, tầm soát cơ sở y tế 1 ca và Phú Thứ là trong khu phong tỏa 1 ca. Quận Thốt Nốt hôm nay có 6 ca trong khu phong tỏa và 8 ca trong khu cách ly. Cụ thể là trên địa bàn Trung Kiên, 6 ca trong khu phong tỏa, Tân Lộc 3 ca trong khu cách ly, Thuận An và Trung Nhất cũng 3 ca trong khu cách ly, Thuận Hưng 1 ca trong khu cách ly. Địa bàn tiếp theo ghi nhận ca nhiễm đó là huyện Vĩnh Thạnh. Huyện Vĩnh Thạnh thì gồm có 3 ca trong khu cách ly, 2 ca cách ly tại nhà
Cụ thể là trên địa bàn Thạnh Mỹ, 2 ca trong khu cách ly, Thạnh Thắng, 2 ca cách ly tại nhà và Thạnh Lộc là 1 ca trong khu cách ly. Huyện Cờ Đỏ cũng ghi nhận 7 ca cách ly tại nhà và 1 ca tầm soát cơ sở y tế và 2 ca trong khu cách ly. Cụ thể là trên địa bàn Thới Hưng, 7 ca cách ly tại nhà, Cờ Đỏ, 2 ca trong khu cách ly và Trung Hưng là 1 ca tầm soát cơ sở y tế. Địa bàn Phong Điền cũng có ghi nhận là 1 ca tầm soát cơ sở y tế, 1 ca trong khu cách ly. Cụ thể là trên địa bàn Phong Điền là 1 ca trong khu cách ly và Giai Xuân là 1 ca tầm soát cơ sở y tế. Cuối cùng là địa bàn huyện Thới Lai. Huyện Thới Lai có 1 ca tầm soát cơ sở y tế và 1 ca cách ly tại nhà. Cụ thể là trên địa bàn Thới Thạnh là tầm soát cơ sở y tế 1 ca và Trường Thắng 1 ca cách ly tại nhà. Các ca ngoại tỉnh ngày hôm nay thì cũng có ghi nhận, đó là gồm 4 ca, trong đó 3 ca tầm soát cơ sở y tế và 1 ca cách ly tại nhà. Cụ thể, từ Vĩnh Long là tầm soát cơ sở y tế 3 ca và từ Bình Dương là 1 ca cách ly tại nhà. Như vậy, trên đây là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 19 giờ ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tâm Tâm cũng sẽ chuyển qua thông tin khác có liên quan đến thành phố Cần Thơ để chia sẻ đến mọi người nha. Xuất hiện nhiều ổ dịch, Cần Thơ đề xuất tăng lên cấp độ 2. Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tăng lên cấp 2 do vừa qua xuất hiện nhiều ổ dịch lớn. Ngày 29 tháng 10, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ có tờ trình về việc cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn thành phố. Tờ trình gửi Thường trực Thành ủy và Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố Cần Thơ. Theo tờ trình, ngày 18 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn 5168 về việc quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương với cấp độ 1. Khi chuyển qua trạng thái bình thường mới, thành phố với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế của vùng nên tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh thành khác đến công tác khám chữa bệnh. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn là rất lớn. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan của người dân trên địa bàn khi dần quay lại các hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Trong 7 ngày qua, thành phố ghi nhận các ca mắc mới phát hiện qua sàng lọc cơ sở y tế. Các ổ dịch lớn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương 57 F0, quận Ninh Kiều có các ổ dịch như khu vực 7 phường Cái Khế 27 F0, khu vực 6 phường An Cư 51 F0, khu vực 1, 2 phường An Nghiệp 23 F0, khu vực Yên Thuận phường Lê Bình, quận Cái Răng 14 F0. Đặc biệt, ổ dịch tại một công ty ở khu công nghiệp Thốt Nốt 30 F0 và mới ngày 28 tháng 10 thêm chùm 151 F0 tại một công ty trong khu công nghiệp Trà Nóc 2. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá, xác định cấp độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 9 giờ ngày 29 tháng 10, thành phố thuộc cấp 2. Cụ thể, cấp độ thành phố là cấp 2, 1 trên 9 quận, cấp 1 là quận Cái Răng, còn lại 8 trên 9 quận, huyện thuộc cấp 2, 29 đơn vị cấp xã thuộc cấp 1, 43 đơn vị cấp xã thuộc cấp 2, 10 đơn vị cấp xã thuộc cấp 3 và 1 phường thuộc cấp 4. Cũng trong ngày hôm nay 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có kế hoạch mới về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, có các điểm đáng chú ý như phạm vi cấp độ dịch sẽ được đánh giá từ quy mô cấp xã, phường, thị trấn, khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể, ấp, khu vực, dân phố, tổ nhân dân tự quản nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Theo đó, tiêu chí đánh giá sẽ được chia làm 3, gồm tiêu chí 1, số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 người trên một tuần. Tiêu chí 2, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. Tiêu chí 3, đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến. Phân loại cấp độ dịch sẽ chia theo 4 cấp độ. Cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng màu xanh. Cấp 2, nguy cơ trung bình, màu vàng. Cấp 3, nguy cơ cao, màu cam. Cấp 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ.
Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế thực hiện các nội dung sau như chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch bao gồm tăng cường các cơ sở thu dung điều trị, tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế, tăng cường khả năng thu dung điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19. Về mặt xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác truy vết theo yêu cầu điều tra dịch tễ, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, phong tỏa, điều trị tại bệnh viện, v.v. tiếp tục thực hiện theo quy định, xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh và thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ, bắt buộc với tần suất thực hiện 7 ngày một lần tại nguy cơ cao và các nhóm nguy cơ, xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, v.v. Bên cạnh đó, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, 4 hoặc là nơi phong tỏa, cách ly y tế, v.v. Việc cách ly y tế đối với người đi từ địa bàn dịch cấp 3, cấp 4 hoặc nơi phong tỏa cách ly y tế vào ngày đầu tiên khi về địa phương. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Trường hợp âm tính tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định hiện hành. Thì trên đây là kế hoạch về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đề xuất về việc cập nhật lại cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, tờ trình của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi có thông tin chính thức thì Tâm Tâm cũng sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo, và mọi người nhớ đón xem và chú ý lắng nghe nhé. Nãy giờ thì chúng ta đi trên con đường lộ vòng cung thì mình cũng đi một quãng khá là dài luôn á, và đi ngang chỗ đang xây dựng cầu Vàm Sáng. Video tới đây thì cũng khá là dài rồi, và Tâm Tâm cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video đến giây phút này. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.